Chào Việt Nam, chào mừng các bạn đến với bài học về Angular Pi. Angular Pi dùng để định dạng dữ liệu trong Angular. Chúng ta sẽ bắt đầu với Angular Pi Date. À xin lỗi các bạn, Angular Pi Uppercase. Các bạn thấy danh sách của chúng ta đã viết hoa hết rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi vào Angular Date. Và để học Angular Date thì tôi sẽ tạo một biến current date bằng new date. Tiếp đến thì tôi sẽ hiển thị date lên HTML. Tôi sẽ gọi biến current date. Tiếp đến sẽ dùng cú pháp. Bạn thấy là đã hiện ngày tháng lên đủ rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng cú pháp gạch đứng cách định dạng, đây là date. Và bây giờ date của chúng ta đã rút ngắn lại. Còn nếu muốn theo định dạng ngày tháng như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục hai chấm và định dạng của date, đấy là DDMM gì. Các bạn có thể thấy là chúng ta đã format date thành công. Tiếp đến chúng ta sẽ học sang lại format tiếp theo của Angular thông qua Angular Pi. Đầu tiên thì ở file TS tôi sẽ khai báo một biến n có giá trị bằng 2500. Tiếp đến thì tôi sẽ gọi n và dùng cú pháp Angular Pi gọi tên biến gạch đứng kiểu format và ở trong hai dấu ngoặc nhọn. Chúng ta sẽ đến với Angular Pi Currency. Chúng ta sẽ gõ từ khóa Currency và loại tiền. Chúng ta sẽ dùng Việt Nam đồng. Các bạn có thể thấy là đã format theo định dạng tiền Việt Nam. Với chữ D, chữ D là đồng. Tiếp đến là tôi sẽ khai báo một biến F có giá trị bằng 12.34567. Chúng ta sẽ dùng dấu chấm ở trong code để thay cho dấu phẩy ở trong toán học. Tiếp đến thì tôi sẽ copy cái currency và viết lại phía dưới và thay bằng biến f và pi là number 2 chấm cặp một nháy 3.2.1 ngang 4. Xin lỗi các bạn, tôi đã bị sai format, phải là 3.1 cách 4. 3 tức là sẽ có 3 số đứng trước dấu phẩy, còn 1 đến 4 tức là min sẽ là 1 chữ số và max sẽ là 4 chữ số sau dấu phẩy. Các bạn có thể thấy đã làm tròn 6.7.8 còn là 7. Và nếu biến của chúng ta chỉ có mình số 3 đằng sau thì nó sẽ tự động thêm số 0 đằng sau, vì format của chúng ta bây giờ đã là min là 2 chữ số sau dấu phẩy động. Tiếp đến là lại Angular Pi kết hợp. Tôi sẽ lấy lại ví dụ date này và tôi sẽ gọi kiểu full date. Và các bạn có thể thấy, xin lỗi các bạn, full date phải viết hoa. Các bạn thấy là đã hiện thứ ngày tháng năm. Và để thêm format viết thường hết thì tôi sẽ thêm một dấu gạch đứng nữa phía sau và gọi tên format là lower case. Đã hiện ra lower case. Như vậy bài học của chúng ta đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình.